Thế anh nghe hàng xóm ở trên kia bảo là mẹ ra đây để tìm anh à? Tìm anh ạ. Tìm anh à? Vâng. Ừ. Chị nói là bên trên nhà này tìm anh thôi. Có vẻ mặt của mẹ thì có hung dữ không hay là như nào? Có như kiểu cảm giác có chuyện gì không? Có ạ. Có Vâng. à? Ừ. Tại vì hôm mà em bé thì mẹ đã bỏ em đi rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi, rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với chúng mình trên kênh bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Những cái thước phim mà hôm trước cháu Lực đã đăng tải lên thì hiện tại cái phần nội thất ở trong nhà thì cũng đã được sắm sửa là hoàn toàn, là hầu như là hết rồi cô bác, không còn thêm là sắm sửa thêm một cái vật dụng nào nữa. Và hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu chia sẻ một chút cái câu chuyện mà trong thời gian vừa rồi, khi mà cháu Lực lên bắt gặp người mẹ lên quá là nhiều lần các bác. Và hôm qua thì cháu Lực cũng đã nghe một cái thông tin mà cũng phải nói là khá là buồn các bác, cũng khá là buồn cho bản thân của cháu Lực thôi. Anh nghe rằng là người mẹ của các em là đang tìm cháu Lực để mà nói chuyện. Ở đây thì không biết là người mẹ của các em là có câu chuyện gì để mà nói với cháu Lực không. Tại vừa rồi thì cháu Lực xuống thì cũng có nghe hàng xóm ở trên nhà của ba ông cháu kể rằng với cháu Lực rằng là mẹ của các em là đang tìm cháu Lực. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên thì không bắt gặp là ba ông cháu ở nhà mới cả. Đấy, chắc là ba ông cháu hiện tại là đang ở trong dưới nhà cũ bên kia, dưới nhà cũ dưới kia có bác ạ. Đấy, thời tiết ở trên vùng cao thì hiện tại chỗ cháu Lực đang ở thì cũng khá là lạnh có bác, rơi vào tầm 2 đến 3 độ thôi. Đấy. Đây thì khi ba ông cháu đi ra ngoài của bác không ở trên này thì ba ông cháu cũng đã chốt chìa khóa đóng cửa mọi cái rồi, rất là chắc chắn rồi. Đây, tất cả những cái phần nội thất cũng như là phần bên ngoài với lại màu gạch thì nó sẽ hơi na ná giống nhau một chút, nó sẽ có màu thì nó sẽ đậm hơn và có màu xì xéo xé nhạt hơn của bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống hỏi em Hải với em Sử. Hãy xem là cái câu chuyện mà người mẹ các em là ra để mà tìm gặp cháu Lực là không biết là cái câu chuyện gì. Đấy, bây giờ thì hiện tại là đang là trưa rồi các bác nhé, trưa thì vẫn còn sương mù khá là dày đặc luôn và đi thì khá là buốt luôn ở trên này các bác. Đấy, trên vùng cao thì hầu như rất là sợ đến mùa đông của bác ạ. Đến mùa đông thì cũng làm mọi việc cũng tương tự như giống như bao mùa khác cả. Mùa đông thì khi mình làm tất cả mọi cái thì nó sẽ hầu như là khó khăn với mình hơn, tại vì cái công việc ở trên vùng cao này thì hầu như bà con là đều vận động là bằng chân tay cả. Anh có nghe thì bây giờ ngôi nhà của ba ông cháu cũng đã dần được hoàn thiện và đâu vào đấy hết rồi cô bác. Đấy, có lẽ là chỉ trong chỉ vài những cái thước phim thôi thì cháu Lực sẽ cũng sẽ phải nói là không phải nói là chào tạm biệt nhưng mà không chỉ có lâu lâu là lên chia sẻ các em một video lên và cũng đi chia sẻ đi giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác, những hoàn cảnh mới cũng khó khăn để làm sao mà
gửi tới cho các bác cùng các bác mạnh thường quân cùng nhau cùng cháu Đức chung tay vào để mà giúp đỡ những hoàn cảnh đấy. Ở đây thì cháu Đức cũng chỉ là người mà đi làm mà cầu nối thôi, chứ còn mọi cái vấn đề mà còn lại thì các bác mạnh thường quân thì sẽ cùng cháu Đức để mà đồng hành đi giúp đỡ được những hoàn cảnh đấy. Thời tiết khá là lạnh, không biết là bao cháu hiện tại là có đi đâu và làm cái gì không. Đồ đạc ở trong nhà cũ thì hầu như là những cái món đồ mà các bác mua cho ấy, Trần Đức cũng đã cùng các em là vận chuyển lên trên nhà mới để mà sắp xếp lại chỗ ngôi nhà này. Thì sau này thì các em cũng người gọi không xác định. Ngôi nhà này thì sẽ vẫn cứ để như này các bác, không có dỡ đi và không có phá bỏ đi cả. Ngôi nhà này thì cũng là một cái kỷ niệm mà gắn bó với bao cháu một cái khoảng thời gian mà rất là dài. Có cái ngôi nhà này thì em Hải với em Sử mới có được đến cái ngày hôm nay, cũng là có chỗ che nắng che mưa. Nhưng mà bây giờ các bác hỗ trợ thì các em cũng có một cái ngôi nhà mà khang trang mà lộng lẫy hơn khá là nhiều. Đây, ở bên ngoài thì tôi nhìn thấy là bao cháu đi lấy vào rất là nhiều những cái bó củi. Mà ôi dè, ôi là đang sưởi ấm à? Hôm nay thì không đi đâu làm gì à? Đấy, ba ông cháu thì đang ngồi trong nhà để mà sưởi ấm một bác. Hôm nay thì Hải với Sử với ông là không đi đâu à? Không đi đâu ạ. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi, thế hôm nay là ba ông cháu là ở nhà để mà sưởi ấm thôi nhờ. Vâng. Thời tiết ở trên vùng cao thì khá là lạnh cô bác ạ, cũng rơi vào tầm 1 đến 2 độ thôi. Đào cháu thì khi mà làm xong hết công việc rồi thì ngồi ở bếp mà sưởi ấm thêm một chút. Thế Hải thì hôm nay là không đi học à? Vừa đi học về ạ. Là vừa đi học về á? Vâng. Thế vừa đi học về tới nhà à? Vâng. Thế thì tí có lại đi học tiếp không? Học một buổi thôi ạ. Hôm nay là học một buổi thôi à? Vâng. Thế lạnh quá như này thì có được nghỉ không hay là vẫn phải đi học? Vẫn phải đi học thôi. Vẫn phải. Buổi chiều này thì cô giáo làm bánh anh bán bánh ăn thì không đi đâu ạ. À, cô giáo làm mà bánh à, bánh ăn, bánh bánh trưng. Bánh trưng à? Vâng. À, thế là cô giáo làm cho mình hay là làm cho những ai? Cô giáo bảo là ai nộp gạo thì đưa đi thôi. Ai nộp gạo thì được đi. Thế Hải có nộp không? Em không nộp đâu ạ. Sao lại không nộp? Tại vì nhà xa. À, tại vì nhà xa, thế là đi buổi tối à? Vâng ạ. À, thế là mấy là không 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 có đi đúng không? Vâng. Thì mình nộp gạo xong là lấy bánh thôi. Lấy bánh trưng thôi. À. Vâng. Thế trời mưa này thì tự đi bộ về hay là anh Sử đi đón? Tự đi bộ về. Tự đi bộ à? Vâng. À. Thế cái đường ấy thì trơn quá không có đi được Sử nhỉ? Vâng. Cái đường thì cháu Lực lên cũng rất là trơn của bác, Lực phải hồi là vừa đi vừa đẩy thì mới lấy xe ra đến để cái chỗ mà mọi khi mà cháu Lực hay để thôi. Giờ vấn đề bây giờ còn bé gì? Cầm một bài. Một bài nữa? Chỉ lấy một cặp bài. Ông thì còn đeo luôn cả giày luôn, phải đeo giày chứ còn nó dễ nổ. Ừ. Ông còn đeo luôn cả giày nữa các bác, mặc những cái áo len mà các bác gửi lên cho thì mới ấm được, chứ không là mặc những cái bộ mà truyền thống của ông ấy chỉ có mặc được mùa hè thôi. Còn Hải thì mặc nguyên một cái áo kèm ở trong, vâng. Lại thêm một cái áo ở bên ngoài nữa. Áo này thì là nhà trường phát cho à? Vâng. Có dây chuyền đẹp hết nhở? Cái chuyền này còn nhớ ai gửi cho không? Có ạ. Ai gửi cho? Là bà An Phạm ạ. An Phạm gửi cho à? Vâng. Ở đây thì những cái món đồ mà trang sức này thì bà An Phạm cũng gửi từ bên nước ngoài sang, rất là xa của bác ạ, chứ không phải là gần đâu. Ở đây thì khi mà các bác gửi những phần quà này cho các em, đó là cả một cái tấm lòng các bác rồi. Thế chiều hôm nay thì Hải về sớm thì không học chiều thì có đi đâu làm cái gì hộ anh không? Chắc là ở nhà thôi ạ. Nhà thôi à? Vâng. Thế lấy cỏ thì có lấy được không? Có ạ. Có à? Vâng.
Mùa này lạnh như này thì có đi cắt được cỏ tươi không hả Sử? Không đi ạ. Không đi à? Vâng. Thế là cho nó ăn rơm à? Vâng. À. Cho nó ăn rơm là mình phải nấu nước cho nó uống nhiều ấy nhờ. Vâng. Tại vì rơm nó rất là khô cho nên là mình phải hay đun nước cho nó mà. Ở đây thì cho nó uống nước thì còn phải lấy đun nữa hả? Vâng. Nó mới uống được chứ không là uống buốt lắm. Vâng. Như là mùa đông năm nay thì có ấm hơn mọi mùa đông năm khác không hay là như nhau? Lạnh hơn ạ. Lạnh hơn á? Vâng. Thế mùa đông năm nay là lạnh hơn? Vâng. À, từ cái đợt này thì mới lạnh hơn nhỉ? Vâng. Mấy nữa đến tiết nguyên đán thì chắc là ấm dần hơn. Bây giờ gần đến Tết rồi. Còn vâng. Đổ 20 ngày nữa là cũng đến cái tiết nguyên đán rồi. Vâng. Anh nếu mà ngày mai mà anh không 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 lên được ấy thì là xem các anh lắp điện nước nhá. Vâng. Ngày mai thì các anh lắp điện nước là sẽ vào. Lắp điện nước xong thì mình mới đi vào làm tân gia nhá. Vâng. Để hoàn thiện xong mọi cái rồi mình đi vào làm tân gia xong mà làm tân gia xong thì ngủ ngủ luôn trên đấy chứ. Vâng. Làm tân gia này thì tính Sử định mời những ai? Có tính được trong đầu chưa? Chưa tính ạ. Chưa tính à? Vâng. Thế anh em xung quanh hàng xóm này thì mình mời hết chứ? Vâng. Nhớ là những cái anh mà trước mà đã từng hộ mình ấy. Đấy. Ai từng hộ mình vận chuyển vật liệu ấy thì là mình bảo với người ta một câu. Vâng. Nhá. Đấy, xong rồi người ta đến đây cùng thì đấy là cũng tùy vào người ta. Có thể là có khi là người ta bận một chút. Vâng. Đấy. Sử có vẻ là tóc dài hơn rồi. Vâng. Tóc dài này thì có cắt không? Đi xuống xá cắt không? Có. Có à? Vâng. Cắt cho nó gọn gọn lại một chút. Cắt như em Hải không nói mà Hải đưa đi cắt này. Anh nhìn cắt xong thì có vẻ là nhìn khác hẳn hơn Hải nhờ. Chứ không là nhìn nghe đen 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 nữa. Thế anh nghe hàng xóm ở trên kia bảo là mẹ ra đây để tìm anh à? À, không biết là mẹ ra đây tìm anh Sử để làm gì. Tìm cái anh Sử á? Hay là tìm anh? Tìm anh ạ. Tìm anh à? Vâng. Ừ. Vừa rồi thì anh đi lên trên thì cũng nghe người ta nói ấy, bảo là tìm anh, không biết là thế hôm qua là mẹ lại ra đây à? Vâng ạ. Ra nhà cũ hay nhà mới? Nhà cũ ạ. Nhà cũ à? Thế là xuống đây à? Thế thì lúc mẹ sang thì các em đang làm gì? Ở nhà thôi ạ. Ở nhà thôi. Vâng. Có ra lâu không? Ra một tí rồi. Ra một tí á? Vâng. Thế lúc đấy thì Sử có ở nhà không Sử? Em không đợi. Lúc đấy không ở nhà? Vâng. À, lúc đấy là em đang đi đâu? Đi lấy rau lợn ạ. À, đi lấy rau lợn. Vâng. À, thế là có muối gặp muối là Hải ở nhà thôi à? Vâng. Có ông ở nhà không? Có. Có cả ông à? Vâng. Thế là có cả ông ở nhà thì chắc là mẹ các em thì không có dám nói gì thêm. Thế thì không nói gì thêm mà chỉ có nói như thế thôi à? Vâng. À. Thế có biết là mẹ sang đây làm gì không hay là chỉ có mục đích mà ra tìm anh? Chị nói là đến trên nhà này tìm anh thôi. À, ra đây để tìm anh á? Vâng. Có vẻ mặt của mẹ thì có hung dữ không hay là như nào? Có như kiểu cảm giác có chuyện gì không? Có ạ. Có à? Vâng. Thì hôm nay là không sang nữa à? Không sang nữa đâu ạ. Vừa rồi thì cháu Đức cũng nghe được một thông tin của bác, không biết là có chuyện gì. Như mẹ của các em thì có điện thoại không? Không có thôi. Không có. Vâng. Thế là mỗi lần sang đây là đột ngột xuất hiện thì mới có à? Vâng. Như hạ như Sử có điện thoại thì mẹ có điện thoại của em không? Không có đâu. Không có đâu à? Vâng. Đã bao giờ mẹ xin số chưa? Chưa đâu. Chưa à? Vâng. Mẹ xin thì đừng có cho, không là mẹ lại gọi về, mẹ lại nhiễu. Vâng. Mẹ có khi là mẹ say rượu ấy. Vâng. Có khi là mẹ ở bên gia đình bên kia thì mẹ cũng có nhiều câu chuyện ấy, mẹ cũng gọi về xong mẹ kể với các em như này như nọ chẳng hạn. Vâng. Nhưng mà bây giờ mẹ về thì các em có cho ở cùng không? Không ạ. Không à? Vâng. Nhưng mà tại sao lại các em không cho ở cùng? Đấy là mẹ của em mà. Tại vì thì hôm mà em bé thì mẹ đã bỏ em đi rồi. Bỏ đi à? Vâng.
Thế là nếu mà như sau này mà các em thấy mẹ quay trở lại, ví dụ như bảo là mồm mẹ nói bảo là khó khăn quá thì có muốn giúp mẹ không? Không đâu ạ. Không à? À, và tuyệt đối là đừng có đưa thóc lên cho mẹ nhá. Ở chỗ ngủ ông thì có hai bao thóc, thì đây là thóc à? Hai bao đây là thóc à? À, mình lấy cái điểm nhỏ nhỏ kia sửa. Mình lấy cái điểm nhỏ kia để mà thay thế cho điểm này này. Đấy, điểm này to hơn. Đấy thì mình lấy sẽ để phòng ông. Xong là mình chỉ cần việc đi mua ga về thôi. Ga thì hôm trước đã mua chưa nhỉ? Hôm trước đã đi mua ga chưa nhỉ? Cái trải trải đây này. Cái này mà trải trải xuống ngủ ấy, để cho làm sao mà mình sau này mình giặt nó dễ dàng ấy. Không biết ạ. À đấy là các em không biết à? Cái mà mình để bọc 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 cái kia. Cái mà mình để bọc cái đệm nệm ấy. Hình như là chưa mua đâu nhỉ? Hình dung ra chưa? Không biết gì đâu. Không là không biết à? Thế là chắc là chưa có rồi. Nếu mà chưa có thì chủ nhật tuần này là làm thế, anh em mình đi xuống cái chợ để mà mua thêm một chút nhá. Mua thêm mà một chút đồ nữa. Đây, ở đây thì cháu Lực cũng nhận được một khoản là của cô Minh của bác để mà mua mua ga cho các em ấy, thì là đến ngày chợ phiên ấy thì cháu Lực sẽ cùng các em là đi mua đi vào chợ để mà mua thêm. Thế thì một tí nữa anh em mình đi lấy cái tấm nhỏ nhỏ cái nhá, cái tấm nệm kìa nhá, sửa nhá. Đấy, đấy tấm nệm kìa, thay cái chỗ này re cái nệm đấy nó tự đéo và thay cái nướng eo cái nướng mới tốt này ạ. Cái đấy nó tự yêu thế thì bán tầm tư ga mà bọc. Thế thì bây giờ anh em mình đi lấy cái nệm kia để mà về thay nhỉ. Rồi nhỉ. Thế thì Hải là ở nhà là gấp gấp chăn một chút nhá. Đấy, gấp chăn xong là lấy ra, xong là một tí nữa anh mới sửa lên trên lấy về để mà thay, xong là để trên nhà mới nhá. Đấy, tại vì là cái nệm này nó là cái nệm mà 1m6 cho nên là nó vừa cái giường luôn. Rồi anh em mình đi nhá. Đây, Hải ở nhà là gấp gấp chăn cho ông nhé. Có cầm chìa khóa đi không ấy? Không, tí lại quên chìa khóa. Cầm rồi à? Ở đây thì các bác cũng nói với cháu Lực rằng là nhà tại sao mà không có mua nệm cho các em ấy, thì cháu Lực cũng xin thưa với cô bác rằng là nhà ba ông cháu thì cũng đã có rồi, cho nên là sẽ tận dụng lại những cái tấm nệm đấy để mà mình tận dụng lại luôn, chứ không là bây giờ mình mua lên thì một phần là thì cũng lại tốn thêm cái phần kinh phí của nhà ba ông cháu, và một phần thì cũng lại mua ra nó cũng có rất là nhiều tấm nệm ấy. Cho nên là làm sao mình tận dụng lại được thì mình tận dụng những thứ đấy. Hôm nọ tấm nệm kia là trước là Sử tự mua à, cái tấm nhỏ kia á? Cái tấm đấy là ai cho? Hôm nay mua mà. Hôm nọ tấm trong tấm cột đúng không? À, tấm của Sử à? À là Sử tự mua đúng không? Phần cát của nhà ba ông cháu thì vẫn còn dư khá là nhiều bác. Phần cát này thì cháu Lực cũng đã nói lên rồi. Đấy, nếu mà sau này mà ba ông cháu mà có thêm kinh tế rồi thì ba ông cháu sẽ dùng để làm việc khác, cũng như là cái phần mà sỏi này. Ôi, vào trong nhà thì khá là ấm áp. Đây, mình thay ở tấm nệm bên này nhá. Tấm ở phòng bên này là nhỏ hơn. Đây, ở đây thì cũng có nệm luôn các bác, nhưng mà nó nhỏ hơn một chút. Nệm này nó là nệm mét dưới, nó không phải là nệm mét 6. Còn là cái giường nó là cái giường mét 6. Khá là tối một chút.
niệm thì cũng khá là nhiều tấm đấy cô bác, cho nên là mình sẽ phải làm sao mình phải tận dụng lại cho nó hợp lý nhất có thể. Đấy, và hôm nọ thì cũng có Trần Đức cũng có đăng tải cái thước phim mà anh em làm cái phần TV này cô bác. Thế ở đây thì khi mà Mạnh Thường Quân có gửi cho Trần Đức để mà mua TV ấy, thì là Mạnh Thường Quân bảo là gắn ở bên này thì nó sẽ hợp lý hơn và Trần Đức nghe theo ý kiến của Mạnh Thường Quân. Còn là những cái bộ bàn ghế này mình chỉ có kê được kê ngang như này các bác này thì sẽ được xem được tivi luôn. Còn nếu mà để mà kê dọc ấy, nếu mà để mà kê dọc thì nó nhìn nó bị không xem được tivi. Còn em Sử cũng có muốn gọi là kê ra bên tivi đặt bên này này các bác này. Đấy, nhưng mà nếu mà mình đặt bên này thì cái giường của mình đặt ở đây nó sẽ lúc mà mình đi vào cửa nó sẽ hơi bị vướng cái cửa kia. Đấy, cho nên là đặt ở cái phần này thì nó sẽ hợp lý hơn cô bác ạ. Đấy, hiện tại thì ở trong nhà ba ông cháu thì vẫn chưa có làm được điện nước. Ngày mai, sáng sớm ngày mai thì mấy anh em thợ sẽ lên đo và xem là dùng bao nhiêu những cái thêm vật liệu nữa, thì lúc đấy mấy anh em thợ sẽ đi vào và làm được, được chưa? Đấy, còn từ từ đã, để anh đây đấy. Còn về phần giường bên này các bác này, thì ở phần góc bên cái góc bên này thì sẽ không có để được tủ, cho nên là Đức sẽ để ra bên hướng bên này một chút. Hướng bên này thì cái phần kính của các bác nó không có vào cái phần giường máy. Mình kỵ nhất là mình để thẳng giữa giường quá, thẳng ở cái phần dưới cái phần giường các bác, cho nên là nó sẽ không có được đẹp và nó nhìn nó sẽ không có gọi là như kiểu một chút là tâm linh ấy các bác. Đấy, khi ra vào thì đóng cửa thôi. Bếp tất cả mọi cái cũng đã sắp xếp đâu đấy, ngăn nắp gọn gàng rồi. Chạm bát thì đây thì các em cũng chưa ăn cơm thì chưa có bóc cái phần này đi để mà để cái phần này, để cái phần để ở trong cái chạm bát đấy các bác. Đấy, bây giờ thì lấy cái tấm nệm này đi xuống cái nhà cũ để mà mình thay cái tấm nệm mà ông đang ngủ hiện tại. Tấm của ông đang ngủ hiện tại thì là nó là cái nệm mà 1m6, cho nên là nó vừa cái phần giường ở trên kia luôn. Còn như tấm nệm ở dưới kia thì nó lại hơi to một chút, hơi to cái chỗ mà buồng ngủ của ông ấy. Sương mù thì dày đặc không có bác này, hầu như là sương mù thì chỉ có mình có thể nhìn thấy đường độ tầm 10 mét là quay đầu thôi. Thở ra khói luôn đấy Sử nhờ. Ấy đi cẩn thận nha, trơn đấy. Cái gỗ này là đi cẩn thận đấy, không là trơn là té hôm nay đấy. Ấy. Hôm nay khá là thấp. Đây, bây giờ thì lấy để mà giải lại cho ông. Tấm này thì là tấm 1m6 luôn các bác. Bây giờ thì giải lại chỗ ngủ cho ông thêm một chút nữa. Đấy, chỗ ngủ của ông ấy thì các bác ạ, phải lấy quét một chút. Cứu đây ra chứ. Cứu đây ra. Ừ. Và đeo lên tôm ấy kìa. Ừ. Đẹp được tà. Ừ. Đấy, bây giờ. Ủa, ok nhá. Khá là bụi nhờ. Đấy, bây giờ thì Hải là lên trên hộ ông quét một chút đi. Tấm này thì nó sẽ vừa chỗ ngủ của ông hơn nhỉ, chỗ này hơn. Nhà cũ này thì sau này mình vẫn gọi là thỉnh thoảng mình vẫn ở đây cô bác ạ.
Đấy, cái chỗ buồng ngủ của ông này thì cũng gắn bó với ông là phải chắc phải độ tầm là lúc mà mới làm nhà tới thời điểm hiện tại rồi. Anh nhìn trong ở trong nhà thì khi mà mình dùng đun cái bếp này lên thì khói rất là nhiều, cho được nhìn thấy là bám hết trên thành, trên này đen xì hết rồi. Có cái tấm chăn kia để giải trước không? Không có đâu. Có à? Thế thì lấy tấm đấy giải đi. Mình quét sạch rồi. À cái kia. Sao lại leo cái bài tốt tôi còn bảo lưu điểm ấy chứ mèo ạ? Có cả cái bài chưa? Hả? Không có nữa. À. Đấy, cái tấm đệm này thì nó sẽ vừa hầu như là vừa zin luôn đấy. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải gấp một chút. Đầu của ông thì ngủ ra hướng bên nào? Bên kia. Bên kia à? À thế thì lấy bây giờ Hải lấy cái mấy cái tấm chăn kia ra để cho ông đi. Giải chỗ ngủ xong cho ông thì xong thì mà anh em sẽ lại lấy tấm nệm này lên trên. Đây thì những cái tấm chăn của ông này thì ông cũng mua từ rất là lâu rồi đó cô bác ạ, những cái tấm chăn đấy. Cái này là để làm gối à? Vâng. À. Thế thì bây giờ em lên trên em gấp gọn gọn gàng cho ông nhé. Vâng. Ông thì bây giờ cháu lớn lên hết rồi thì cũng được các cháu là chăm sóc và cũng lo lắng cho ông rồi. Như bây giờ hoàn cảnh của hai ba ông cháu ấy thì cũng đỡ hơn, đỡ đi rất là nhiều rồi, cũng được các bác giúp đỡ mỗi người một ít để bây giờ hiện tại cuộc sống của ba ông cháu thì có một cái ngôi nhà mà khang trang và ngôi nhà mà lộng lẫy nhất ở cái bản đang ở hiện tại. Giúp cho ông gọn gàng lên một chút. Đấy, cái tấm nệm này các bác này thì trước Sử là Sử tự đi mua đấy, nhưng mà đi mua thì Sử không có mua ga. Đây thì đến mấy nữa mua ga cho đấy, giường cái ga này chắc là ga mét mét dưới của bác ạ. Đấy, lấy ra đây hết cho ông những tấm chăn đấy. Rồi, để hết vào đây cho ông. Gấp gấp lại một chút thôi. Đấy, như trước mà cháu Lực vừa mới lên bắt gặp hoàn cảnh của ba ông cháu của bác. Nhưng không có nệm để mà dùng đâu. Chỉ là dùng những cái tấm chiếu để mà giải lên thôi. Đấy, bây giờ thì cũng các em cũng có các bác gửi cho thì cũng biết là lấy tiền để đi mua cho đi mua nệm về. Đây còn anh nhìn thấy là bên kia còn mà thêm một tấm nữa này, lấy hết ra đây gấp cho ông đi. Đây lấy ra đây hết luôn đi, xong là gấp đấy, chứ không phải để nó xuống nữa. Sửa thì sửa ấm tay một chút thì anh em lại lên trên để vào giải trên kia nhá. Cho anh Sử, anh em Hải cho em ấy dọn dẹp ở đây. Đấy, được chưa Hải? Lấy lên đi. Tấm đấy là để đáp à? Vâng.
ผมว่าเขาเป็นหมอดีวันนี้เลยวันนี้เลยไม่ใช่นั่นหนึ่งเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้สัตว์สีจิ๋วฮะสัตว์สีอ่ะหนูสีแล้วเดี๋ยวจะดังไฟเว้นไงเหรอดังไฟหนาวจะไปสีไหมก็เลยนึ่งไปที่ก้อนอยู่ที่สีจ้ะเดี๋ยวจะหายให้เจอให้ตัวที่กูไม่สื่อดิไม่ใช่เนี่ยเมื่อดิดิgọi là vận chuyển đi ra vận chuyển lại một chút cô bác ạ, do là bây giờ cháu Lực không có lên thì thành ra là các em lại không có biết ra để mà giải, sợ các em hai anh em lại đi ra khá là nhanh. Vừa rồi thì giờ hôm nay thì cháu được lên các bác đến nhà ba ông cháu ấy, lại nghe được là thông tin là người mẹ bảo là lên là tìm cháu Lực, không biết là có câu chuyện gì không. Hay là mẹ của Hải là tìm anh tính sổ nhỉ? Nếu mà tìm anh tính sổ thì Hải như nào? Sợ không? Có ạ. Sợ à? Ừ. Không phải sợ đâu. Đấy. Mình không có làm gì mẹ các em thì mình không phải sợ. Mặt đỏ hết rồi nhỉ? Và trong nhà hiện tại là vẫn chưa có điện cho nên là khá là tối một chút của bác ạ. Thế hầu như là cuối năm này thì mấy anh em thợ điện của bác thì cũng đang trong quá trình mà người ta đi làm hết rồi. Thì ra là mình tìm được cái đội thợ làm điện thì lên thì rất là khó. Thế Lực cũng đã rất là cố gắng để mà tìm thấy đấy vừa luôn nhờ. Thế thì bây giờ vừa rồi chủ nhật tuần này mình đi mua cái tấm ga về nhá. Đấy bây giờ thì sẽ không phải mua đâu các bác, không phải mua nệm nữa, mình chỉ đi mua ga thôi. Còn chăn thì mỗi phòng còn là có thêm một cái thôi. Phòng của em Sử thì cũng có thêm một tấm chăn nữa. Hai tấm chăn. Đấy mình chỉ cần đi mua ga về nữa là ok rồi. Hôm nọ thì cũng đã hoán đổi lại là bàn ghế này một chút rồi. Và trong này khá là lạnh đấy nhỉ? Ô điện đây thì rút đi rồi hả Sứ? Nhưng mà nếu mà ở trong nhà này thì đến mùa hè thì nó lại thích hơn nhỉ? Thế thì như hôm nọ mà lấy bàn ghế về hết rồi thì thấy hàng xóm nói gì về nhà mình không? Bảo là đẹp à? Hải thì chắc là vẫn chưa nghe thấy nhỉ? Hôm nọ vận chuyển thì có Hải đâu nhỉ? Nên là Hải đi học. Đấy, nếu mà Hải muốn xem lại thì mở kênh lên xem nhé. Sử vận chuyển tủ với lại đồ đạc ghê lắm. Đấy, như hôm nọ các em cùng anh đi mua thì cũng biết là cái vật dụng đồ trong gia đình của mình thì bao nhiêu tiền là đúng không? Đấy, mua thì cũng không phải là ít đâu, mua anh em mình đợt đầu là mua hết là 16 triệu, đợt sau là mua thiết hơn 10 triệu nữa, là còn chưa tính là tiền cước xe này kia lên nữa.
Đấy, bây giờ thì cũng đã mua hết tiền nhà rồi, ngày mai nhớ nhá, ngày mai là nếu mà anh chưa lên kịp ấy thì là Hải nếu mà sửa nhà đấy thì xem là lên các anh xem các anh lắp điện nhá. Đấy, bảo với các anh là nên mình nên lấy điện ở chỗ nào vào nhá. Dây điện là dây điện của nhà mình đúng không? Dây điện của nhà mình thì mình chỉ cần việc là nối ra thôi là được rồi. Mình chỉ cần là nối ra xong là băng dính hàn đủ mọi cái, hàn ra đến trước cửa nhà mình lại làm thêm một cái áp tổng nữa. Làm thêm một cái áp tổng nữa để làm sao mà nếu mà mình muốn sửa điện hay thay điện mình chỉ cần ngắt cái áp này đi là được rồi. Đấy, độ trường trong tầm lắp xong thì mình cũng có thể là vào Tân Gia được đấy nhá. Vào Tân Gia thì hai anh em mình lại đi chợ tiếp đấy nhá. Đấy, cũng có một số khoản mà các bác gửi cho. Thứ nhất là có chị Trần Đồ Giáng My gửi cho Lực là 2 triệu đồng. Và thứ hai thì có bà An Phạm gửi là 1 triệu 250 ngàn để mà mua gà. Đấy, khoản gà thì mình sẽ dùng cái đấy để mua. Còn tiền của chị Giáng My thì mình sẽ để mua thêm những cái món đồ khác. Ví dụ như là rau này hay là thịt lợn này đấy, chẳng hạn nhé. Rồi hôm nay thì cũng phim khá là dài rồi, nếu mà lúc nào mà mẹ các em có về ấy, thì muốn tìm anh thì bảo là xuống, có thể là xuống trọ anh nhé. Đây, anh thì ở dưới xá đấy thì chắc là mẹ các em nếu mà đi về nhà thì chắc là cũng qua đấy đúng không? Đây, có khi là mẹ các em là vẫn biết chú anh ở hiện đại rồi. Hôm nay thì Lực lên không biết là cái lý do tại sao mà người mẹ các em lại bảo là tìm gặp cho Lực, không biết là có câu chuyện gì, có thể là một câu chuyện mà nó rắc rối hay là một câu chuyện mà nó êm đềm đấy. Thì cháu Lực cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm tới cháu Lực các bác nhé. Hay còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ, anh em cũng chỉ chia sẻ và nói chuyện tới đây thôi. Đấy, và xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh bạn em các bác nhé. Cảm ơn các bác đã để lại những cái phần bình luận và những cái phần góp ý của các bác. Lực luôn luôn lắng nghe để làm sao mà bản thân của cháu Lực được hoàn thiện và đi giúp đỡ được thêm được nhiều hoàn cảnh khác còn rất là khó khăn ở trên vùng cao được các bác ạ. Đấy, bây giờ thì ba anh em cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác, cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.